xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Năng lượng tiêu cực chẳng khác gì dịch bệnh. Nguồn tin từ nhà báo Hoàng Hải Vân. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhìn nhiều người dân Sài Gòn đói khổ trong giãn cách, phải tuyệt đường sinh kế. Rất nhiều người đã hết lòng kêu mang giúp đỡ đồng bào mình. Chúng tôi tôi và người thân bạn bè tôi cũng đã góp phần vào sự chia sẻ giúp đỡ đó theo khả năng của mình phần lớn chúng ta đều làm việc cần phải làm và không cần để ai biết mình là người tốt nhìn một người bất hạnh ta tự thấy ta có lỗi giúp họ cùng lắm là ta chuộc được cái lỗi của mình tốt đẹp cao cả gì đâu mà mang ra khoe khoang sở dĩ Tôi nói vậy là để cho mọi người thấy chúng tôi không phải là người đứng ngoài cuộc buông lời thị phi mà có tư cách để viết những dòng như này. Dù như vậy, tôi vẫn đánh giá rất cao nhiều nhóm và cá nhân thiện nguyện công khai danh tánh ngày đêm dấn thân về việc quyên góp rồi chịu cực khổ, chịu khổ, mang thức ăn và đồ dùng đến cho đồng bào của mình. Các bạn ấy cần được cộng đồng biết đến, không phải để khoe khoang, mà để kêu gọi để lan tỏa nhằm huy động càng nhiều càng tốt những tấm lòng kêu mang đồng bào hoạn nạn các bạn xứng đáng được ngưỡng mộ nhưng đã là cuộc sống thì nên phải vui vẻ dù giữa bom rơi đạn lửa hay là trong dịch bệnh thực hiện giãn cách sống mà không có chút niềm vui thì không thể còn là sống nữa điều lạ lùng trong lúc này là dường như truyền thông không muốn cho chúng ta vui truyền thông muốn chúng ta sợ hãi Truyền thông muốn chúng ta hoang mang, bất an. Truyền thông muốn cho cả nước bị trầm cảm, bị tâm thần. Trên báo chí, trên truyền hình, trên mạng xã hội, những dòng tin gây bất an đang giữ vai trò chủ đạo. Thỉnh thoảng có những dòng tin tích cực, ví dụ như là tin về số ca F0 đang giảm, thì ngay lập tức bị các Facebook tích xanh chỉ điểm lưu loa rằng đưa tin như vậy là không khoa học, là vô đạo đức cũng giống như truyền thông dòng chính phương Tây, không hài lòng với số người chết vì dịch của Vũ Hán, Ấn Độ như công bố. Họ nhất định phải đưa nó lên 10 lần chỉ từ nghiên cứu vớ vẩn gì đó ở Mỹ. Ngồi ở Mỹ mà không biết gì nghiên với cứu để đưa tin hù dọa. Hai năm qua, dịch Vũ Hán khiến cho 4.813 người Việt chết. Theo số liệu của Bộ Y tế tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2021, chỉ tính những người dương tính với virus dịch Vũ Hán chết, chưa phân tích chết do virus dịch hay là do bệnh nền, dù không nhiễm virus dịch cũng chết. Tôi từng nói, dù mọi người chết cũng đáng thương, huống hồ gần 5.000 người chết. Nhưng có vẻ như các Facebook tích xanh không mấy hài lòng với con số này. Họ liền thổi phồng lên bằng cách mô tả những cái chết rất thương tâm, rằng công ty mai táng đang quá tải rằng các nhà hỏa thiêu phải chạy hết công suất vân vân. Trong khi mỗi năm nước ta có hơn 600.000 người chết không do dịch Vũ Hán, trong đó có hơn 120.000 người chết vì ung thư, không hề được truyền thông và những người có Facebook tích xanh mô tả thương tâm và họ cũng không hề nói là cơ sở hỏa táng quá tải và bệnh lao cũng là bệnh truyền nhiễm đó thôi. Mỗi năm có 10.000 người chết nhưng truyền thông chưa hề coi những cái chết đó là có vấn đề gì cả. Đó là chưa kể, mỗi năm Việt Nam có tới hơn 60.000 người chết vì những bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Cũng không ai thấy thương tâm, đau xót, kêu gào. Là khoa học ư? Ở nước Mỹ hiện tại, phần lớn các nghiên cứu của những nhà khoa học ủng hộ Đảng Cộng Hòa liên quan đến dịch bệnh đều bị chặn trên các nền tảng của các Big Tech. Chỉ có các nghiên cứu của các nhà khoa học ủng hộ Đảng Dân Chủ được công bố và phổ cập. Khoa học gì mà lạ vậy? trong cuộc đại dịch tại nước Mỹ, chỉ có thứ khoa học khiến cho người ta sợ hãi mới được phổ cập, còn thứ khoa học khiến cho người ta vui sống phần lớn để trở thành bất hợp pháp trên nền tảng của Big Tech. Chúng ta tuân thủ các quy định về giãn cách để chống dịch của chính phủ nhằm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh và giảm xuống mức thấp nhất sự thiệt hại về tính mạng và sức khỏe của người dân. Chúng ta mong dịch bệnh được khống chế để cuộc sống trở lại bình thường để không còn người đói khổ do mất sinh kế nhưng có một thứ dịch nguy hại không kém dịch vũ hán lây lan không kém dịch vũ hán đó chính là năng lượng xấu được phát đi từ truyền thông và những người ảnh hưởng trên mạng xã hội thứ năng lượng xấu đó giết người còn nhiều hơn là dịch bệnh nhưng vì không được tuyên truyền mô tả nên là chúng ta không biết đó là bệnh trầm cảm căn bệnh xã hội xuất phát từ sự bế tắc Xuất phát từ cạn kiệt niềm vui sống, mỗi năm khiến cho khoảng 40.000 người tự sát ở nước ta. Sự trầm cảm từ những năng lượng xấu được phát đi có chủ đích trong đại dịch này chưa được thống kê, nhưng chắc chắn sẽ gia tăng. Sự gia tăng tình trạng tự sát ở Nhật Bản mới đây có thể là một minh chứng. Xin chúc mọi người được bình an vui sống. Tác giả Hoàng Hải Vân. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung năng lượng tiêu cực chẳng khác gì dịch bệnh đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau